birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be. I will all sing for your birthday. One, two, three, we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Oh oh.Ngày hôm nay ta cùng hợp hân nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Một hai ba ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. Together we'll be. I will all sing for your birthday. One, two, three, we'll blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Cứ đặt mạnh tay vào chị.
chút xíu thôi. Hơi bị đen. Thôi chút xíu thôi thương. Chút xíu thôi, tại vì chủ yếu là cái màu xanh chứ đâu. Quay hải sản thứ nhất. Rồi được rồi. Giờ này xin tránh đi để cho nó đúng nha. Bỏ cái hóa lên. Ok. Thôi bỏ cái hóa lên. Trời, cái này ăn chụp rồi anh thật phí luôn. Đẹp không? Ôi trời ơi, photo mắc hèn. Nè, cho hai cái lá ra đây. Có lá. Đấu gì hả? Nè, ừ, về đâu đi, ảnh đâu rồi. Cô cần cái chỗ đi làm một cái dĩa này nữa nhé. Dạ, chụp như nó đủ rồi, dạ đi. Chụp như nó đủ rồi. Thôi, đừng lên bảng chụp. Chắc chắn rồi. Wow. Này của mình. Wow. Rồi, cái này ra xong tẩy tao lên. Ai thiệt. Chó cái này chuộng nghe, bỏ một tiền ra. Chúng ta sao bỏ một tiền nè. Sao cái này không bỏ một tủ lạnh vậy? Như chuộng á. Đây, con đi. Con cho bà cái này mình góp ở đây.
chưa? Ngon nha. Vậy ơi, ăn bỏ cái ly đi sang bên em. Mày ngon nha. Đi đâu đó? Để cô đi đi em ra. Bình nước uống không? Đó đó. Có đây. Ok. Dạ. Ba. Đi đâu bạn? Còn thằng ở bên đây này bán cái thân trai là mới luôn đấy nhỉ? Dạ, thân trai nha mọi. Cánh trai 24 năm rồi, cả bác là cánh trai 24 năm là cháu Phương là cất tiếng khóc cho đời. Hai ba năm rồi, em bốn rồi đấy. Nhưng mà đây mọi người cho xin kiểu ảnh kỷ niệm nha. Nhà thân kỷ này đâu rồi? Nhưng mà mình còn thấy em khóc chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Nhìn lên cho mẹ, chú thắng lên nó. Được chưa? Cái mới nhờ cha, mới lần gần mới nó đặt cái mới đó.
Nặng nhiều bạn nào uống nặng một cái người trong lần tuần nó nặng lên người. Đó là Hiến, nói nhiều cầu Hiến. Nhỏ đấy, cái nó to lớn này. Thế nào nhảy văng này? Ôi, được. Được rồi. Cái này nửa lý. Nửa hả? Mày cứ để tao, hay không có gan tao thì không phải có nhà đâu. Tao không có Vinh. Ok. Mình là thằng Hà kèm rồi, chứ Vinh có ai kèm đâu. Thoải mái. Còn ai tư rồi. Anh muốn lắm hả? Là mệt á. Bố thấy lời được. Cháu cảm ơn các chú, các bác, các anh, các chị đã đến chúc mừng cháu ngày hôm nay. Rồi, thì là được rồi. Uống chén không? Dạ không. Uống chén không? Uống chén. Uống nhiều nay chứ uống chén. Cháu không biết. Cháu không biết. Cháu không biết. Cháu không biết. Cháu chị không biết bay đâu. Lý nó câu đến coi em khen mấy. Này, một lý là chúc thấy anh chồng lớn rồi. Dạ. Một lý là chúc cho là... Thường có nghi không? Tiêu sáu là phải hai đứa ngồi với nhau mà không? Mà không phải là gọi bóng bám bằng chú mà gọi nhất một người ta. Xin gặp anh Lê Thị Hoa về các cháu đây nhá. Bác chúc như Hồ Yến nhá. Bác thì chúc cháu là vui khỏe, học hành tốt, được mang về học hành tốt và thực hiện được những nguyện vọng của mình. Chứ còn yêu đương thì việc là đây xong nhá. Yêu đương là việc của cháu chứ. Cháu được cái là bác thì mong cháu là về học hành tốt. Dạ, cháu cảm ơn. Sức khỏe. Hình như chú Tiến cũng nghe đồn văn hay lắm mà bây giờ không biết nói gì kìa. Chú Á này, chú Á nó chơi tỉnh tỉnh lên kìa. Chú Á là cuối rồi. Đó, trước tiên là chú ngồi đi, chú cắt ra quên mà đi. Không phải là mà đi nè. Bạn đi sáng phải là đi Tạm biệt chuẩn bị về, chào bác cái về. Chào bác. Thơm bác nữa. Nhưng anh ở lại chứ. À, về. Có tay Tạm biệt đi. Có tay to thế. Thế nào nhỉ, có làm một tiếng thôi nha. Nhỏ. Anh nhỏ đi. Anh nhỏ đi. Bây giờ hôm nay ông làm được cái gì đó. Đi đâu? Cơm em cái. 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 Cơm em cái